Hello hello, xin chào 500 anh em nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Raiden. Là năm đây ha, tiếp tục chuyên mục tin tức xe máy ngày hôm nay. Mình sẽ cập nhật giá bán cũng như trả góp và giới thiệu hai phiên bản mới King 150 nhập khẩu từ thị trường Indo này. Đây là màu 2021 ha, mới vừa ra mắt luôn và mới vừa tới cửa hàng luôn nha mọi người. Nóng bụng tay luôn nha, xe mới vừa xuống một cái là mình quay liền luôn nè. Đó, màu này là màu 2021 ha, cực kỳ mới luôn nha mọi người. Đó, màu là màu green nha, nguyên bản luôn nha, chứ không phải màu độ nha. 2021 nha, đẹp không? Quá đẹp luôn mọi người. Thiệt chứ màu đỏ đen cũng như màu vàng đen này nè, thấy không? Quá chuẩn luôn, công nhận các dòng xe nhập nhìn là ghiền liền thiệt. Không phải mình so bì hay là mình chê, chứ công nhận là dòng các dòng xe nhập lúc nào màu nó cũng đẹp mọi người. Đó, này là nhập khẩu từ Indo nè, đẹp không? Thiệt chứ màu này là màu xanh đen hay màu gì ta? Đúng chuẩn của nó là chắc chắn là có tên màu nhưng mà mình chưa cập nhật luôn, tại vì nó mới vừa về một cái là mình lên quay liền, mình không kịp cập nhật thông tin luôn. Chiếc này là mình tạm thời là mình cứ gọi là màu vàng đen đi ha. Còn chiếc này là màu đỏ đen đi. Đó, mình chỉ biết là màu này là màu 2021 á, mới vừa cập bến cửa hàng một cái mình quay liền. Thì 500 anh em cũng như tất cả mọi người xem xong video clip nhớ đăng ký kênh giùm mình cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha. Hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng xe máy An Thành Phát. Theo như thường lệ, mình sẽ quay sơ mặt tiền cửa hàng chút xíu nha, để 500 anh em cũng như tất cả mọi người mình xem xong video mình đi mua xe mình dễ nhận biết luôn. Thì đây là mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Phát. Cửa hàng tọa lạc ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hướng đi vô cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961469919 cái bánh cơm nha. Và số điện thoại mình cập nhật phía dưới góc trái màn hình nha mọi người chú ý ha. Rồi bây giờ mình sẽ cập nhật giá bán luôn nè. Thì hiện tại cửa hàng xe máy An Thành Phát đang bán phiên bản Yamaha MX King 150 màu 2021 này với mức giá là khoảng 46 triệu đồng ha. Và giá mình báo lúc nào cũng đã có thuế VAT 10% áp dụng cho tháng 3 năm 2021 này nha mọi người. Quá đẹp luôn mọi người. Về phần trả góp á, thì dòng xe này đang được cửa hàng cực kỳ hỗ trợ luôn, đó chính là không cần trả trước, hay còn gọi là trả trước không đồng đó. Có nghĩa là các bạn chỉ cần tới làm hồ sơ đậu là các bạn có thể lấy xe về. Còn bạn nào mình có điều kiện mình cứ trả trước càng nhiều càng tốt, 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu gì cũng được. Và đặc biệt là trả trước 50% giá trị chiếc xe là nhận ngay cả về gốc nha. Thủ tục thì rất là đơn giản luôn, chỉ cần chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu. Hai loại giấy tờ này các bạn photo công chứng hoặc là giấy tờ gốc và đủ 18 tuổi là mình có thể làm hồ sơ trả góp nha. Và thêm một cái nữa nè, là bạn nào mình mua bằng tiền mặt á, thì mình chỉ cần đủ 16 tuổi là mình có thể đứng tên cà vẹt cũng như giấy tờ xe rồi nha. Là tầm 16 tuổi là mình có thể đứng tên giấy tờ cũng như cà vẹt xe khi mà mình mua bằng tiền mặt nha. Đó. Và cửa hàng hỗ trợ trả góp toàn quốc, giao xe tận nơi luôn. Chi tiết hơn thì các bạn cứ liên hệ anh Côn để được anh Côn tư vấn kỹ nha. Đó là về thông tin giá bán cũng như trả góp ha. Và còn một đặc biệt nữa là mình quên nhắc cho mấy bạn, đó chính là bạn nào khi tới cửa hàng mà mua xe xem kênh YouTube của mình sẽ được anh Côn hỗ trợ 500.000 tiền xăng khi ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương tới mua xe nha. Nói chung là cứ xem video của mình trên kênh YouTube tới cửa hàng mua xe ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương sẽ được anh Côn hỗ trợ thêm 500.000 tiền xăng xe đó. Thì ngoài tiền hỗ trợ này ra thì các bạn vẫn nhận được các quà tặng như là nón bảo hiểm này, nhớ cái áo mưa bình thường tùy từng thời điểm thôi. Trời mưa thì tặng áo mưa, còn trời nắng bình thường thì tặng nón hay là nhớt gì đó. Nói chung là tùy nha, nói chung là vẫn có quà thêm cho các bạn. Ok không? Quá ok luôn. Cửa hàng hỗ trợ như vậy là trận tận răng cho anh em luôn đó. Thấy không? Xịn sò không? Quá xịn sò luôn ha. Thì đó là về thông tin giá bán cũng như trả góp và quà tặng. Tiếp theo là mình quay xương hai màu này cho mọi người xem nha. Quá đẹp mọi người. Đây, đầu tiên là màu xanh đen này trước nha. Đó. Màu này là màu 2021 nha mọi người, mới vừa ra mắt bên thị trường Indo luôn đó. Là mới vừa về tới cửa hàng một cái mình quay liền nè, đẹp không? Đây, màu xanh với màu đen là đẹp chưa? À, quá xịn sò luôn. Các chi tiết này, cảm nhận là nói chung là các dòng xe nhập không phải mình khen quá đáng chứ nó rất là tinh tế mọi người, rất là đẹp luôn. Đó, nhìn không? Cái đường vuốt chỗ này nè, mọi người thấy không? Đó, bạc nằm hai bên đây nè. Nhìn nó đối xứng vuốt đẹp không? Đó. Phía dưới xíu này, bánh mâm này, mâm đằng trước á là màu vàng chanh và đằng sau là màu đen, mọi người thấy không? Đây mình quay kỹ xíu mâm đằng trước đây nha. Đây vàng chanh này thấy chưa? Đó, vàng chanh. Còn phía sau một tí này. Mình quay kỹ luôn phần mặt đồng hồ đi ha, tại vì dòng này mới mà. Màu nó mới chứ không phải là dòng mới. Các chi tiết động cơ rồi thông số kỹ thuật thì là vẫn giữ nguyên, nhưng mà cái body á
đó, cách trang trí đi design body nó khác. Đây ha, màu vàng chanh ha. Đây thấy chưa? Yên xe là các kiểu này, đẹp không? Nhìn nó làm tinh tế mà nhìn chắc nịch ghê luôn á. Nói sao mấy bạn có thích các dòng xe nhập lại vậy? Nó làm cứng cáp quá mà. Đó, đây là phần mặt hông xe nè. Chữ MX nè ha. Thấy chữ MX chưa? Chữ MX được cách điệu nè, đẹp chưa? Cũng như các đường lướt lướt màu xám nằm trên nền đen nè, rất là tinh tế luôn mọi người. Không hổ danh là xe nhập khẩu mà. À, tên xe MX King nè, màu vàng chanh nằm phía sau trên nền đen này á, với các đường hoa văn lướt theo thân xe rất là uyển chuyển luôn, nhìn rất là mướt luôn, cực kỳ mướt luôn rồi, nhìn xước nè, mướt hen. Còn bánh mâm sau là mâm đen nha, à, mâm trước là mâm vàng chanh mà mâm sau là mâm đen, vậy mới sốc chứ, xịn sò không? Còn đây là phần mặt hông bên trái ha, thì phần mặt hông bên trái bên phải đều như nhau hết mà, đó, à. Rồi ok ha, rồi tiếp tục là màu đỏ đen, à mình nói trước nha, cái màu này là màu mình chưa cập nhật được. Nói chung là xe vừa về một cái anh con kêu lên quay liền, nên mình không có nhắm được là màu gì, nhưng mà mình cũng đoán đại là màu đỏ đen đi nha. Đó, còn thực chất là đúng là chính xác là màu này là màu 2021 á, màu này mới vừa ra mắt ở thị trường Indo đó. À, thì cửa hàng nhập về liền đó. Toàn cảnh phần mặt hông bên trái nè cho màu đỏ đen nha. Thì phần mặt hông bên trái bên phải đều như nhau hết nha. Đó, rồi bây giờ mình cận cảnh chi tiết một chút nè. Đây. Thấy chưa? Xịn sò chưa? À, thì cũng như màu bên kia thôi, nó chỉ khác là phối màu thôi, nhưng mà các họa tiết đó vẫn tương tự như nhau, cũng có các đường sọc hai bên đối xứng nè. Đó, tên xe MX King nè mọi người, cũng như bạn số xe rất là quen thuộc luôn. Và phía dưới một xíu là phần giảm sốc cũng như bánh mâm. Thì chiếc này á, thì mâm trước mâm sau đều là màu đen hết nha, nó không như chiếc vàng chanh đen bên kia. Vàng chanh đen bên kia thì mâm trước là màu vàng chanh và mâm sau là màu đen. Đó là phần mặt hông nè. Thấy không? Thì đợt này nó ra mắt á, thì nó chỉ đổi lại cái màu tem rồi thôi, chứ còn các chi tiết động cơ cũng như thông số kỹ thuật và các tính năng trên xe thì vẫn giữ nguyên nha. Chữ MX King cũng được phối lại nè, rất là đẹp ha. Thì nói chung là nó phối màu này thôi, còn màu thì nó cũng các chi tiết họa tiết trên xe là vẫn tương tự nhau, nhưng mà cách phối màu nó khác, màu tem nó khác đó. Đó, chữ MX King màu đỏ nằm trên nền đen nè, nó khác vậy đó. Ok ha, đẹp chưa? Lụm lố liền nha, anh em nào đam mê về dòng xe nhập khẩu MX King này thì lên cửa hàng lụm một chiếc liền nha. Đảm bảo là không đụng hàng luôn. Tại vì sao? Chưa, dường như là mấy đại lý gần gần đây chưa nhập về, cũng như ở ngoài khu vực miền Bắc dường như là không có luôn á. Tại vì nhiều bạn coi kênh YouTube ở mình ngoài miền Bắc hỏi là ở ngoài đó có hay không. Với lại ở ngoài đó dường như là rất là hiếm, mọi người kêu là không có nhập về. Chỉ có ở thị trường miền Nam, thành phố đồ, các tỉnh lân cận thì nó hay nhập xe nhập từ ở nước ngoài vậy thôi, gọi là nhập khẩu tư nhân đó, chứ còn ở miền Bắc thì như là hiếm, không biết tại sao. Đó thì vậy ha, là như vậy là mình vừa cập nhật giá bán cũng như trả góp và cập nhật hai phiên bản MX King màu 2021 mới vừa ra mắt và vừa đến tận cửa hàng luôn. Thì anh em cũng như tất cả mọi người có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 ở Bình Côn nha, và số điện thoại mình cập nhật phí hút trái màn hình cho mọi người. Và nhớ nha, 500 anh em cũng như tất cả mọi người xem xong nhớ đăng ký kênh giùm mình cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha. Nói chung nhiều khi mấy thằng xe hơi xe tải này nó đi bị điên sao, móc còi bóp ghê luôn không mọi người. Vậy nha mọi người, tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau ha.